Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, mấy ngày qua, làng hoa Thái Phiên, phường 12 thành phố Đà Lạt, nơi nổi tiếng với hoa cúc đang trong cao điểm phòng chống bệnh héo lá sọc thân, một loại bệnh mới phát sinh thành dịch trên cây hoa cúc. Nhiều nhà vườn ra sức bảo vệ cây hoa cúc vụ Tết bởi nếu không sẽ mất trắng. Tuy nhiên thì dù đã phun nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn không hiệu quả. Qua khảo sát thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, Phòng Kinh tế và Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt nhận định bệnh héo lá sọc thân có thể là do virus. Đây là dịch bệnh mới xuất hiện nhưng gây thiệt hại lớn. Bệnh gây hại theo đám, các lá ngọn có triệu chứng nhỏ lại, méo mó, lốm đốm vàng. Phần thân cây bị bệnh có các vết màu nâu đen, mới xuất hiện chỉ là các sọc màu đen. Khi bị nặng thâm đen cả đoạn thân cây, khô và thối biểu bì. Trong khi chờ cơ quan chuyên môn, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt đã khuyên người dân nên nhổ bỏ và tiêu hủy những vườn bị nhiễm bệnh để tránh lây lan, không ươm giống cúc trên khu vực đã nhiễm bệnh, phun các loại phân bón lá có chứa canxi, magie, sắt, kẽm. Ngoài ra thì bà con cần quản lý tốt các côn trùng như là bọ trĩ, dẹp giận, bọ phấn chích hút trên vườn hoa cúc để tránh lây lan dịch bệnh. Về tình hình thời tiết hiện nay thì điều kiện nhiệt ẩm tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang tạo thuận lợi cho vi sinh vật gây hại phát triển. Mặc dù là trời thì không mưa nhưng do tác động của khối khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam nên về đêm và sáng trời se lạnh tại Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ. Đặc biệt là ở Đà Lạt có thể có sương mù nên thời tiết cũng khá ẩm ướt. Ban ngày có nắng nhiều, trời ấm áp với mức nhiệt từ 25 cho đến 28 độ tại Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ tại Nam Bộ. Trở ra phía Bắc do nằm trọn trong khối không khí lạnh khô kết hợp với trường gió phân kỳ trên cao nên trong đêm nay Bắc Bộ phổ biến là không mưa. Sự phát xạ về đêm khiến nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống từ 8 cho đến 12 độ. Ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn từ 6 cho đến 8 độ, vùng núi cao là dưới 5 độ. Với mức nhiệt giảm sâu vào đêm và sáng trong những ngày tới, thì tại khu vực vùng núi và vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nên bà con cần lưu ý phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng, tránh bị ảnh hưởng thiệt hại do thời tiết gây nên. Tại Trung Bộ, với ảnh hưởng của gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện địa hình, nên trong đêm nay và ngày mai, từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Do vậy, đối với bà con nông dân trồng rau màu cần lưu ý các biện pháp che chắn thích hợp để hạn chế tối đa thiệt hại. Đồng thời thì cần thực hiện bón phân đầy đủ, cân đối làm tăng khả năng chống chịu của rau màu, cũng như là cần tiêu thoát nước tốt ở những nơi dễ bị ngập úng. Về nền nhiệt thì tại Trung Bộ, nhiệt độ có sự phân hóa, trời rét từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 17 cho đến 20 độ. Thậm chí là vùng núi từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh còn xảy ra rét đậm. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi trời cũng chuyển lạnh hơn với nhiệt độ từ 23 cho đến 25 độ. Và ở khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết ổn định hơn cùng mức nhiệt từ 27 đến 29 độ. Xin được chuyển sang những thông tin về cơn bão gần Biển Đông. Bão Cai Tác trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng là Tây Tây Nam và không đổi hướng trong 24 giờ cho đến 48 giờ tiếp theo. Dự báo là bão sẽ tiến đến gần phía Bắc của đảo Palawan của Philippines với sức gió là mạnh cấp 8, giật cấp 10. Những diễn biến về cơn bão Cai Tác sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ít mưa, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 70 cho đến 80%. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 6 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 cho đến 19 độ, độ ẩm trung bình từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to ở phía nam của khu vực. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi phía Bắc có nơi là rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 90 cho đến 95%. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông. Phía Nam có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 92%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.